Hello, Đức Vlog xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lên cho mọi người một con 110 để hay lớp 1 ha. Con này nội địa Thái không đề nha mọi người. Sơn bạc zin ha, bô zin, niền trước sau trùng mã ha. Nước sơn đùm, nước sơn bạc rất là đẹp ha, thắng đĩa luôn nha mọi người. Con này là vừa xài mà cái máy rất là cộp nha. Bao chạy luôn á, nãy chạy số 3 mà lên tới 80 rồi đó, chưa vô số 4 mà. Sơn bạc zin nha, phục zin thì nó có nhám nhám nha mọi người. Rồi kế tiếp là con heo dầu, còn tương đối ha. Cái dây dầu nó là tháng 4 năm 2001 à, phía trên nè mọi người. Dạ tháng 4 năm 2001, đúng đời ha. Cái này full bộ heo dầu, thắng đĩa này kia cũng cả chục vít nha mọi người. Đĩa của 110 là 5 lỗ nha, 5 ốc nha mọi người. Niền trước sau trùng mã, ASS nha. Này sơn bạc còn rất là đẹp nha mọi người. Phục này kia nhìn là tới công chuyện luôn á, đùm này kia nè, mà đặc biệt là thắng đĩa nó khó kiếm nha, áo theo xe khích rịch luôn nha mọi người. Đó, đây chưa bắt ốc cái gì đó. Rồi, đầu đèn đẹp ha, cái chóa nham này rất là đẹp nha mọi người. 110 thì khỏi phải bàn về chất lượng nha. Thắng đĩa đó thiếu cục cao su nha mọi người. Đó, thiếu cái nút đề nữa, không có cục đề nha. Đồng hồ của 201 nha, cùng kia còn đầy đủ ha, full mọi chức năng luôn nha mọi người. Rồi em gửi cái hộp yên cho mọi người xem ha. Kim chỉ còn chữ nghĩa đầy đủ luôn nha mọi người. Đồng hồ sáng đẹp nha. Đó, tem tí còn đầy đủ hết luôn nha mọi người. Đây là thùng xăng ha, sơn xi zin nha. Thùng xăng chưa qua dẫm tốt, nắp xăng còn đẹp, khóa xăng cũng đẹp luôn nha mọi người. Có chạy một chút xíu ha. Cái đát của nó là 201, cái thùng xăng đúng đời đúng đát hết luôn nha mọi người. Chưa một lần gỡ ra làm gì hết đó nha. Cái này bát yên rồi này kia là các kiểu nè, ốc tán nha, đúng xe luôn nha. Học để đồ rồi kia nè, máy cực kỳ ngon. Này cái yên 5 đát 201 này nè, Indonesia nha. Cái phần dài yên có lột lại nha mọi người. Ở đó em thông báo luôn nha. Rồi cái phần tem của cái bờ hai lường này là tem zin nha. Tem zin ở cái lường này không nữa tiếng tình triệu rồi đó. Cùng kiết chữ nghĩa đầy đủ ha. Phía trên nó có chạy chạy xíu nhưng mà hoạt động ok hết nha. Cốc cốc, cốc cốc luôn á. Xi nhanh sao quên gắn này chưa cháy nha mọi người. Đó còn chớp đầy đủ ha. Full chức năng. Nói chung là không có đề thôi, còn lại là ok, mọi người về vô cái lốc máy là xịn liền. Ví dụ mọi người có 4 món á, gai gần thắng này kia còn đẹp tua tủa luôn nha. Đó, gác chân dài, tem zin theo xe. Gác chân dài, bóng keo ha. Bô là không cắn móp gì ha. Bô nè có xích xước lông mèo thôi chứ không có trầy nhiều nha mọi người. Tích bô đẹp không bể, không cấn gì nha. Đùm đẹp, ngon ok. Đó, tem zin theo xe nè, gạt te nè, gác chân dài nè, tem thông số này kia còn các kiểu còn đầy đủ nha mọi người. Đó, gấp áo rất là liền nha, nó chống chống cái chỗ cụ đề thôi nha. Đầu bò sáng đẹp, lồng 108, cái bát bửng ok, 7 màu. Đó, gai cần số, gai tua tủa luôn, cao ngút luôn, dày cui luôn, quá trời ok. Rồi nổ máy cái em lên garanti xíu nha. Bữa em làm nhất dương chỉ, hôm nay em làm một cước brand ngon lành garanti nè mọi người. Tiếng nổ giòn nha, chắc bô ngon. Rồi nẹt vài cái nha, giòn nha. Này là anh em nói cái tiếng của bô 110 nghe như thằng nổ vinh 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 vinh. Đó, một con xe vậy là ngon lành nha mọi người. Về vô 4 món nữa là ok liền. Cốp vô đạp 7 màu, không có gì để bàn cãi ha, không có gì để tả nhiều. Một con xe chất zin nha. Áo này là áo theo xe sơn lại nha mọi người, liền lạc không xe. Đó, mấy cái miếng nhựa cao su này nè, chống nóng này kia, chống nhiệt rồi đó, còn đầy đủ nha. Áo này là áo theo xe sơn lại, ngon lành cành đào nha mọi người. Ráp vô là rất là đẹp nha, ăn gỗ kính bà ga này kia nữa là vivu thôi, về cà phê gì thôi. Cái này nó không có đề thôi chứ có đề là nó xịn lắm á mọi người. Về cái đó cũng không quan trọng nữa mọi người, về vô cái lóc đề, tại vì mọi người có bộ 4 món thì vô cái lóc nữa là ok ha, ngon lành cành đào liền. Tất cả còn để lại nguyên bản như vậy đi. À, áo nè đúng đát năm 201 luôn nè, đúng đời đúng đát luôn nha mọi người. Rồi mọi người quan tâm thì cứ liên hệ em nha, xíu nữa em dắt ra em làm vòng cho mọi người cảm nhận được máy nó lực như thế nào, giòn tan luôn.
vậy nhiều nhưng mà bán nguyên con đi cho nó dễ. Đầu bò sáng đẹp ha, xem này kia ganti ngọt ngào. Cái này yên yên mót yên, có lọt cái da yên lại nha mọi người. Hồi nãy anh kia nói cái xe này ZX chắc tại thấy cái cản á. Rồi chuẩn bị công cụ test máy ha. Lên số 1. Đó, 3 số là 80 đúng theo nhà sản xuất luôn nha mọi người. Rồi xe hiện tại ở Campuchia em hỗ trợ ship toàn quốc giấy tờ thì anh em tự lo nha mọi người. Anh em hỏi giá thoải mái vui lòng không hỏi giấy. Mọi người hẹn mọi người ở video tiếp theo.